Sự tích bánh chưng bánh dày. Ngày xưa, ở nước ta, vua Hùng nối tiếp nhau trông coi việc nước. Vua Hùng thứ 6 có 22 người con trai. Các hoàng tử đều thông minh, văn hay, võ giỏi. Nhưng ngoài những lúc phải học sách thánh hiền ra, họ chỉ thích múa đao, tập khiên hoặc lên rừng săn thú. Ít thích công việc đồng áng, chân lấm tay bùn. Riêng vị hoàng tử thứ 18 tên là Liêu lại ưa nghề trồng trọt. Chàng đem vợ con về miền đồng quê cùng nhân dân vỡ nương quốc bái, cấy lúa trồng màu. Bấy giờ vua Hùng đã già yếu, muốn chọn người hiền tài kế vị. Một ngày vào dịp cuối năm, đức vua cho gọi đông đủ các con đến và bảo: đến ngày hội lớn đầu năm, con nào tìm được của ngon, vật lạ nhất đem đến tế trời đất thì ta sẽ truyền cho ngôi báu. Tuân lời vua cha, các vị hoàng tử hăm hở đi khắp nơi tìm vật quý. Ai cũng muốn chứng tỏ cho cha biết mình tài giỏi. Người thì vượt đường xa, suối sâu, vào rừng đại ngàn bẫy chim săn thú. Kẻ thì đưa dân trài xuống biển đánh cá, mò ngọc trai. Họ chẳng ngại sóng to, gió lớn, chèo thuyền ra những vùng biển xa, tìm đến những nơi đảo vắng, ít người biết đến, gắng tìm kiếm cho được những sản vật quý hiếm. Riêng hoàng tử Liêu muốn tìm của ngon vật lạ ngay tại đồng quê bát ngát màu mỡ, nên cứ suy nghĩ mãi. Chàng tự nhủ: trên đời chẳng có gì quý bằng hạt gạo. Vậy ta sẽ có món quà đặc biệt làm bằng thứ gạo thơm ngon nhất do tay ta tự gieo trồng để dâng vua cha. Rồi hoàng tử cố công gắng sức chăm sóc ruộng nương. Nhờ trời mưa thuận gió hòa nên lúa tốt bời bời. Những cánh đồng lúa mênh mông được bao phủ màu vàng rực rỡ. Thoang thoảng trong gió mùi lúa chín thơm dịu ngọt. Lúa đã chín rộ, bắt đầu những ngày gặt hái bận rộn. Ai nấy đều phấn khởi. Từ tinh mơ, hồn xóm đã ý ới tiếng gọi nhau đi gặt sớm. Mọi người tấp nập đổ ra đồng gặt lúa. Nhà hoàng tử Liêu dậy sớm nhất. Khi bà con xóm giềng bắt đầu cắt lúa thì chàng đã gánh lúa về. Chàng muốn tranh thủ những ngày nắng đẹp để phơi. Lúa được phơi nắng tốt thì hạt gạo mới chắc và thơm ngon. Buổi tối,
hoàng tử lại cùng vợ con đập lúa dưới trăng. Nhìn lên bầu trời trong sáng lồng lộng, nhớ tới cánh đồng lúa bát ngát nuôi sống muôn người, chàng chợt nảy ra ý hay. Ta sẽ dùng gạo nếp trắng thơm này làm bánh dâng lên vua cha để tế trời đất. Đêm ấy, hoàng tử trăn trở nghĩ cách làm bánh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chàng mơ thấy một vị thần từ trên trời bay xuống giúp chàng. Thần bảo, trời đất là to lớn nhất, thóc gạo là quý báu nhất. Con chỉ cần làm hai thứ bánh có ý nghĩa là đủ. Một thứ vuông giống hình mặt đất màu mỡ. Đất phải có cây cỏ, đồng ruộng, núi rừng thì màu phải xanh. Trong bánh phải bỏ thịt, bỏ đỗ để lấy ý nghĩa đất chở cầm thú cỏ cây. Một thứ tròn màu phải trắng giống hình bầu trời cao rộng. Chàng kể lại chuyện cho cả nhà nghe, mọi người đều vui mừng cùng nhau bàn cách làm bánh. Hoàng tử bỏ công sức tìm kiếm thứ lá dong to, xanh mướt, đem về rồi dặn vợ tức cuống, rửa sạch để ráo nước. Chàng bảo vợ ngâm gạo nếp, cho hạt gạo ngậm no nước và đãi đậu xanh cho sạch hết vỏ. Chàng còn vào rừng, săn được một con lợn to, mổ lợn, lấy thịt thêm vào cho nhân bánh ngon hơn. Bà con xung quanh vốn mến vợ chồng chàng Liêu hiền lành chăm chỉ, cũng kéo nhau đến giúp làm bánh quý. Mỗi người một việc, bận rộn, tấp nập. Theo lời chàng, mọi người lấy gạo nếp vo kỹ, đổ sôi thật dẻo, bỏ vào cối, giã thật nhuyễn và nặn thành một thứ bánh mịn màng, thơm tho, hình tròn như bầu trời. Rồi họ làm đến thứ bánh hình vuông, lá dong tươi, gói gạo nếp, trong có nhân đậu xanh, thịt lợn, bánh có màu xanh của cây cỏ, có những thứ hạt nuôi sống người giống như mặt đất. Biết là bánh quý dâng vua để tế trời đất, nên người gói nâng niu từng nút lạt, trau chuốt từng nếp gấp của lá, khiến cái bánh nào trông cũng đẹp như tranh vẽ. Gói xong bánh hình đất, họ xếp cả vào cái nồi lớn, nhóm lửa đun kỹ. Suốt đêm, cả nhà chàng Liêu quây quần bên bếp lửa, chờ bánh chín như. Ngày hội lớn đầu năm đã đến. Nhớ lời hẹn của vua cha, các vị hoàng tử từ khắp nơi đem của ngon vật lạ về kinh đô đông đủ. Chàng Liêu cũng chọn những tấm bánh đẹp nhất, ngon nhất để chảy kinh. Nhìn những chiếc mâm lớn xếp đầy hai thứ bánh, vợ chồng chàng sung sướng vô cùng. Đây là món quà quý nhất, ngon nhất của miền đồng quê màu mỡ. Các vị hoàng tử lần lượt dâng lễ vật để vua cha và các quan giám khảo chấm giải. Toàn những thứ quý giá hiếm có trên trần gian. Đến lượt mâm bánh của hoàng tử Liêu được trình lên. Thấy thứ bánh lạ, mọi người xúm lại xem. Mới nhìn thấy có vẻ tầm thường, nhưng khi được nếm thử và nghe rõ cách làm,
ý nghĩa hai thứ bánh ấy, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Vua Hùng mừng lắm, chọn lễ vật của Hoàng tử Liêu để tế trời đất. Hỡi muôn dân trăm họ, đây quả là một món quà giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa để ta tế trời lễ đất. Bánh vuông là đất lành nuôi sống chúng ta. Bánh tròn là bầu trời che chở muôn loài. Nay ta đặt tên cho bánh hình tròn là bánh dày, bánh hình vuông là bánh chưng. Đức vua khen bánh thơm ngon mà lại có ý nghĩa sâu xa, xứng đáng là thứ lễ vật quý giá nhất. Rồi ngài chọn Hoàng tử Liêu để truyền ngôi. Từ đó, nhân dân ta có tục giã bánh dày và nấu bánh chưng vào dịp Tết. Nhà nào cũng lựa những tấm bánh ngon nhất, đẹp nhất để tế lễ trời đất và thắp hương cúng tổ tiên, ông bà.